Hello em, mình vừa nhận được hàng của Lazada ha. Cái này mình đặt cuối sớm nước ngoài đó, về thử coi như thế nào nha anh em. Này cũng đợi lâu lắm rồi đó, từ hồi bữa 11 tới giờ đó. Nè, mình đơn hàng của mình nè, đã giao nè, giao ngày 20, tầm có 9 ngày là mình nhận được nha. Đó, 15 giờ 19 là mới giao cái đợt luôn á, giờ này 15 giờ 22 nè anh em thấy không? Đó, xem chi tiết đơn hàng ha. Này là cái máy mài gốc nha anh em, máy mài gốc dùng pin. Đó, 125 mm mài gốc không chổi than. Đó, này là mình mua với giá là đây nè, có thông tin giá cả nè. 293 ngàn ha. Thì giá niêm yết là 300 mấy á. Nhưng mà mình trừ chi phí các kiểu thì nó còn mấy cái voucher các kiểu thì nó còn 293 ngàn. Rồi ok. Bây giờ mình thử mình khui ra xem nó coi như thế nào nha anh em. Đó này thì ta đóng gói là cái bịch nè, nó cũng đơn giản ha, ở trong nó có cái hộp. Ở đây chắc do vận chuyển rồi nó gắt hay gì nè, nó đây gắt lỗ nè. Rồi còn lại thì ok, không có vấn đề đó. Rồi từ cái lỗ gắt này mình khui ra luôn ha anh em, xé ra thôi đơn giản đó. Đây đây có gì không? Không có gì hết. Đây là cái hộp. Cái này đi đi qua nhiều công đoạn quá, cái nó mất méo hết trơn rồi. Rồi ha, mở ra cái thùng, mở ra đây cái máy mài của mình ha. Ok, đây máy mài sử dụng pin cũng khá là lớn ha anh em, khá là lớn á. Cái dòng pin này cũng quá trời bự luôn nè. Đây là cái máy phụ kiện, gồm có cái này là cái tay để cầm á. Tay cầm này cũng chắc chắn ha, cũng ok đó. Đây một cái này là một cái để bảo vệ với một cái đồ siết. Đây nè anh em, để mình coi ha. Cái này là hình như là cốt 125 đó anh em. Nè, cái này bự quá trời bự luôn ha. Rồi để xíu mình lấy cái thước mình đo thử đây. Trước tiên là mình đo thử coi cái này nó rộng bao nhiêu nha anh em. Đây nè. Đường kính của nó là 135 nha anh em. Nè. Cái này thì có nhiều chỗ thì nó nói là sản phẩm chất lượng ok, máy êm ok nè. Máy khá mạnh. Thấy dùng tốt, pin ok nè. Nè, giống hệt của mình luôn ha. Nó ok. Khá mạnh, ok. Nó để mình coi thêm mấy cái bình luận nữa coi làm sao. Tại thường thường mình mua thì mình cũng bình luận nữa nè, một ngày trước nè, sản phẩm chất lượng, đóng gói kỹ, giao hàng nhanh chị em, nó ngon lành, rồi độ hoàn thiện sản phẩm khá tốt cho 5 sao. Ok ha, máy mạnh, sử dụng pin 5A liên tục trong 30 phút, còn cắt mài bình thường thì cũng gần buổi. Ok ha, tuyệt vời. Nó có 3 tốc độ khác nhau ở đây, rất hài lòng, cảm ơn shop, sản phẩm phù hợp. Mua 125 giao về 110 đó. Cái là hồi bữa mình cũng có đọc là sao mà ta mua gửi trăm ta mua 125 mà gửi về 110 á, là có đọc rồi ha. Nó rất mạnh, ok nè. Thì mình thấy như vậy đó, nhưng mà mình thấy 125 110 thì mình cũng thấy là rẻ quá, bởi vì mình mua về mình xài luôn. 125 thì tốt, mà 110 thì đáng 110 thì cũng không sao, nhưng mà gửi về đúng 125 thì ngon. Đây để mình đo thử cho anh em coi ha. Cái cốt nè, cái viên này là cái viên đi giữ đá nè, mở ra. Ồ, bự lắm á. Đây là để mình đo coi cái thước kẹp của mình nè ha, đo coi nó là nhiêu nha. Đây bề bản của nó là 42 nha anh em đó, 42 nè, thấy không? 42 bự dữ lắm, bự á. 42, cái này là nó ra tới 45 luôn nè. Thấy không? Đó, 45. Còn cái lỗ này là nhiêu đây? Nè. Cái lỗ này là lỗ 10 14 nha anh em. Đó, lỗ này lỗ 14 á. Đó, khá là ok ha, nó bự lắm á. Nè, cái cốt của nó nè, chà bá lửa luôn nè. Ồ, nhìn nó cũng cứng cáp chắc chắn lắm nha. Mình đo thử cái cốt này nhiêu nha. Đây nè, cái cốt này 13 13,76 nữa không? Là mình cốt cốt 14 á, 13,8.
Đó, cỡ 14 đó nha anh em. Đó. Tại này thì nó có cái gân bự, cái có nó có mấy đường gân đó, nhiều khi mình nè. Tuốt trong đây đi. Thử coi sao. Trong đây nó 14 phải mấy, nói chung là cốt 14 á, cốt bự đó nha. Đó, khá là ok. Nút bấm nè. Ngon lành ha. Đây nè, coi cái máy bình thường của mình đá 100 nè. Nó ba lớn nè. Đây cái cốt của nó là có cốt nó 85 mà. Thấy không? Còn cái miếng bự ở ngoài này nè, nó có 30 à. Đó, 30 ha. Nè anh em nhìn thấy nè. Nó bự hơn nhiều lắm á. Đây nè. Nhìn thấy hai cốt không? Đó, một chề một chực. Cái phọt đó thì nó cũng cỡ cỡ con máy điện nha anh em. Đó. Chung cầm cũng khá là ok. Rồi, để mình cái coi cái độ hoàn thiện coi nè, cái này thì đây nè, cốt rồi làm rất là đẹp luôn nha. Đó, cái này hình như làm bằng nhôm nhôm hay gì á mà người ta sơn tĩnh điện á, có cái đầu bóp để lấy đá nè. Ốc ác đồ này nhìn cũng khá là ok. Đó, ngon lành. Đây, đó, nhìn cũng sắc sảo lắm nha anh em. Dòng này cũng sắc sảo lắm. Khá là ngon đó. Giờ mình lấy cái pin mình lắp thử làm sao nha anh em. Đây mình có mua sẵn cái cục pin Makita cái này 15 cell luôn nha anh em, 15 cell luôn á. Thì mình mua sẵn để dành mình xài cho cái máy này nè. Tại vì thường thường là cái cục pin mà 10 cell á, người ta nói xài mau hết pin quá. Bởi vì mình mua cục này 15 cell luôn. Nè cái này của HB, cái này là gì Bảo đâu, Quỳnh Bảo hay gì á, shop Quỳnh Bảo bảo hành 3 tháng, cái này bảo hành 3 tháng. Đó, cũng khá là yên tâm, shop này cũng uy tín, mình nói chuyện với shop rồi cũng nhiệt tình. Đó, hỏi shop có giao khui khui tem này ra không, shop vẫn ok, nó cứ khui thoải mái. Đó, ok ha. Rồi, giờ mình cân thử cục pin nó nặng như các bạn. Đó, này là 719 gram nha các bạn. 719 gram cục pin. Nó cũng khá là nặng nhưng mà được cái là pin nó lâu, xài nó ngon. Tại vì cái thằng máy mài này nè, nó ăn dòng hơn mấy mấy cái máy bắn vít, bắn bu lông đồ dữ lắm luôn á. Nó ăn dòng dữ lắm, bây giờ mình phải xài pin dữ mới được, mình phải xài pin pin nhiều á mới đảm bảo, chứ không thôi xài mau hết pin lắm. Nó hai cục, mình là bữa mình mua được hai cục luôn. Nó khá là ngon. Hai cục này là mình mua với giá mà có khuyến mãi luôn á, là hai cục là có 500 ngàn nha các bạn, luôn ship luôn á. Khá là rẻ. Còn thường là ta bán cục tới 700 mấy lần, mình mua có mấy cái voucher giảm giá đó. Nói chung là khá là ngon. Mua hàng trên Lazada rất là sướng luôn, vừa được free ship mà được mà máy giảm giá đồ rẻ nữa. Lâu lâu sale được săn được mấy cái hàng sale được cũng ngon lắm. Và hai cục nè. 719 gram, đó, cục này 719 gram y hệt luôn ha, hai cục là y y chang nhau luôn. Nó hai cục ký máy luôn. Rồi ok, giờ tới cái máy mài này, coi nó nặng bao nhiêu ha. Máy mài này nặng 1 ký 287. Đó. Gắn luôn cục pin này vô thử coi. Này gần ký 3 nha các bạn. Gắn cục pin này vô thử coi nó nặng bao nhiêu. Đó. Rồi tròn 2 ký luôn nha các bạn. 2 ký nói chung cũng cầm cũng ok, cũng ngon. Đó, khá là ok luôn. Rồi giờ cái cân qua luôn. Nè, ở đây thì máy này thì nó có chỗ hiện pin ha, được bớt lên cái này hiện lên nè. Nó có ba tốc độ. Đó, cái này mã pin nè, cái vạch pin đó, pin này mình đang đầy nè. Tốc độ 1 là nó nhanh nè. Đó, tốc độ 2 thử rồi. Như là nó nhanh hơn xíu á, tốc độ 3 nè. Cực kỳ nhanh luôn. Nó cực kỳ nhanh luôn, tốc độ 1 nè. Tốc độ 1 là gì là nó nhỏ nhất nha. Tốc độ 2 là nó mạnh hơn, tốc độ 3 là nó cực mạnh luôn. Đó, nè, tốc độ 3 để cho mình cho các bạn coi nè. Đó, gió thổi ra đây nè, mạnh lắm nha các bạn. Khá là mạnh. Quá ok luôn. Đây ba cấp độ, ba cấp độ. Đó. Cái này nó có nhiều cái tính năng cũng hay lắm, như là khởi động mềm, tức là mình khởi động như nè, nó không có mà mạnh quá mà nó giật giật mình cái, giống như cái này nè, khởi động bắn mình cái là nó giật cái, bấm mình nó giật cái đó là cũng nguy hiểm nha các bạn. Còn này là khởi động mềm, mình bấm cái này, bấm cái là nó mới quay từ 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 cái nó mới mạnh. Với lại hình như là có cái chức năng là sóc đá thì nó sẽ tự ngắt để nó bảo vệ mình đó, cũng khá là hay, cũng khá là ok. Rồi
Hiện tại bây giờ là mình mới vừa nhận được ha, nói chung cũng test sơ sơ ha, khá là ngon. Cái chục này nó cũng ok nè, chục này cũng chắc chắn nè, nhìn nó làm cũng chắc chắn, cũng ngon lắm nha. Mình chưa có chuẩn bị, mới vừa nhận hàng cái đập luôn á, tại vì mình tưởng đâu là nó gửi về máy mà xài để 100, bây giờ mình rảnh rảnh là mình chạy ra mình mua cái đĩa bự đó, gắn vô không có vừa các bạn ơi. Mình rảnh mình ra chợ á, tại nhà mình cũng trong quê á, hoặc là mình rảnh mình mua trên Lazada mình ship về mấy cái lưỡi 125 về mình test thử còn sao, bung con máy này ra với bung cục pin này ra coi nó như thế nào nha các bạn. Đó, rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu các bạn có nhu cầu mua thì mình sẽ để cái đường link cục pin này với cái máy này nè, mình để dưới phần mô tả đó, các bạn cứ nhấp vô đó mua nha. Nói chung là giá của mình mua thì nó có voucher á, thì mỗi người mỗi cái nick thì nó sẽ có cái voucher khác nhau. Bởi vậy nhiều khi các bạn vô các bạn thấy cái giá nó khác, nó chênh lệch, nhiều khi nó rẻ hơn của mình mua, nhiều khi nó gần, nhiều khi nó cũng mắc hơn nữa, không biết chừng. Bởi vậy các bạn coi thấy hợp lý thì mình mua về mình xài. Nói chung mình chỉ là giới thiệu với các bạn rồi, cái link nào mà giá rẻ với lại thấy uy tín đó, cái gì mình gửi ở xuống phần mô tả cho các bạn xem ha. Thì nói chung thì giá nó cũng dao động tầm cỡ 300 mấy 400 gì đó, nói chung cũng khá ổn, khá là ok đó. Rồi mình sẽ gửi cái link mà của cái máy này với lại cái link của cái cục pin này gửi để dưới phần mô tả ha, các bạn có nhu cầu thì nhấp vô mua. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like ha, rồi nhớ đăng ký kênh để khi nào mình có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi cảm ơn các bạn, bye bye.